4 phần quan trọng trong phân tích phim cephalometric và phần thứ tư thì thường các bạn sẽ hay bị bỏ qua. Thì, như các bác sĩ chỉnh nha đều biết rằng phim cephalometric là một phim thường quy trong quá trình mình làm chỉnh nha, và sau khi mà chụp phim cephalometric thì tôi thường là phân tích phim cephalometric thành 4 phần. Phần thứ nhất đó là phân tích về xương. Thì trên phim cephalometric chúng ta sẽ biết được vị trí của xương hàm trên, vị trí của xương hàm dưới cũng như là tương quan xương hai hàm với nhau. Từ đó là chúng ta có thể kết luận được xương của bệnh nhân đưa ra trước hay lùi ra sau và có thể có đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất với từng bệnh nhân của mình. Phần thứ hai đó chính là chúng ta sẽ phân tích tình trạng răng của bệnh nhân. Chúng ta có thể biết được vị trí của các răng cũng như trục của các răng và sự tương quan hai hàm với nhau như thế nào, và qua đó thì chúng ta sẽ có những chỉ định cần là kéo lùi răng này, hoặc là đẩy răng cửa ra trước, hoặc là dựng trục các răng như thế nào cho phù hợp. Phần thứ ba đó chúng ta phân tích về mô mềm của bệnh nhân. Thì trên phim của mình thì mình có thể là xem kiểu mặt của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có bị hô, bị móm hay không, hay là các môi trên, môi dưới có bị chìa ra trước hay không. Từ khi đó là chúng ta sẽ biết là ở bệnh nhân của mình cần kéo lùi hay cần đẩy ra hoặc là như thế nào đó để thay đổi mô mềm bệnh nhân được tốt nhất. Và phần thứ tư không kém phần quan trọng, tuy nhiên là mình thấy khá là nhiều bạn bỏ qua phần này, đó chính là phần phân tích tăng trưởng của bệnh nhân. Thì trên phim cephalometric của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được các đốt sống cổ, đặc biệt là chúng tôi hay sử dụng đốt sống cổ số 2, số 3 và số 4. Thông qua đó thì chúng ta xem được hình dáng của cái đáy đốt sống cổ như thế nào, cũng như là cái hình dạng của đốt sống cổ, nó là hình thang này, hình chữ nhật nằm ngang hay hình chữ vuông hay hình chữ nhật nằm đứng. Trên đó là chúng ta xem bệnh nhân của mình đang trong giai đoạn tăng trưởng nào, liệu chúng ta có thể can thiệp được vào các cái vấn đề về xương của bệnh nhân để có thể là giúp cái xương của bệnh nhân hình thành tốt hơn, giúp định hướng tăng trưởng xương tốt hơn hay không. Liệu các bạn còn có vấn đề gì khác hay không? Hãy cùng chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Bác sĩ Vượng, Học viện Nha khoa.